Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 7, trong cuộc phỏng vấn với các hãng truyền thông Pháp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn Trung Quốc hành động như một bên trung gian hòa giải trong cuộc xung đột kéo dài 29 tháng qua giữa nước này với Nga, song hy vọng Bắc Kinh sẽ gây sức ép lớn hơn với Moscow để chấm dứt xung đột. Theo ông, Ukraine kiên quyết khôi phục đường biên giới như thời hậu Xô Viết năm 1991. Kiev cũng sẽ xem xét mở các cuộc đàm phán với Nga trước khi toàn bộ lực lượng của Moscow rút quân nếu các điều kiện phù hợp. Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định, nếu Trung Quốc muốn, họ có thể buộc Nga dừng cuộc xung đột này. Tôi không muốn Trung Quốc đóng vai trò trung gian. Tôi muốn họ gây áp lực lên Nga để chấm dứt xung đột, giống như Mỹ và Liên minh châu Âu đang gây áp lực. Một quốc gia càng có nhiều ảnh hưởng, thì áp lực của nước đó đối với Nga sẽ càng lớn. Trung Quốc, với mối quan hệ đối tác không giới hạn với Nga, đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình của mình nhằm chấm dứt xung đột dựa trên việc không leo thang, đàm phán trực tiếp và hỗ trợ nhân đạo. Nước này từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên về Ukraine được tổ chức vào tháng trước tại Thụy Sĩ, nhưng đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao và đón tiếp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào tuần trước. Tổng thống Zelensky lặp lại quan điểm trước đó của ông rằng Nga, quốc gia bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên, nên tham dự cuộc họp tiếp theo mà ông hy vọng sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Ông nhấn mạnh, nếu không thì chúng ta sẽ không đạt được kết quả khả thi. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng một nền hòa bình công bằng cho nước này liên quan đến việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là điều này phải được thực hiện chỉ bằng vũ khí. Các lực lượng của Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang ngày càng giành được nhiều thắng lợi ở phía đông trên mặt trận dài hơn 1.000 km kể từ khi chiếm được thị trấn Avdiivka vào tháng 2 năm 2024. Trong bình luận của mình, ông Zelensky thừa nhận những tiến bộ này và nói rằng chúng được tạo ra là do những trì hoãn của phương Tây trong việc trang bị cho các lữ đoàn của Kiev, cũng như những giới hạn về cách triển khai vũ khí. Ông Zelensky cho biết, tình hình trên khắp mặt trận phía đông rất khó khăn, họ đang tập trung mọi nỗ lực ở phía này. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý Nga đang tiến về phía thành phố Sloviansk do Ukraine kiểm soát. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng các cuộc đàm phán phụ thuộc vào việc Ukraine công nhận 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định rằng việc từ bỏ lãnh thổ không phải một lựa chọn. Ngày 31 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nhằm tăng gấp đôi khoản thanh toán trả trước cho những người tình nguyện chiến đấu ở Ukraine. Theo Reuters, đây là động thái nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển quân trong một cuộc chiến tiêu hao với Ukraine. Tất cả người Nga ký hợp đồng với quân đội để sang Ukraine tham chiến sẽ nhận được khoản thanh toán trả trước là 400.000 rúp, tương đương 4.651 đô la Mỹ. Sắc lệnh này cũng khuyến nghị rằng chính quyền khu vực nên chi khoản thanh toán này từ ngân sách địa phương với mức tương đương. Trước đó, con số trên ở mức 204.000 rúp. Sau khi sắc lệnh đi vào hiệu lực, những binh nhì tham gia chiến dịch quân sự sẽ có mức lương tối thiểu trong năm đầu tiên là 2,35 triệu rúp, tương đương 37.791 đô la Mỹ. Mức lương hàng tháng cho các sĩ quan sẽ cao hơn và phụ thuộc vào cấp bậc của họ. Tất cả tân binh cũng nhận được thêm tiền nếu tham gia các cuộc tấn công hoặc phá hủy xe tăng và máy móc khác của đối thủ. Trước đó, thành phố Moscow quyết định tặng cho người lính tình nguyện sang Ukraine tham chiến thêm gần 22.000 đô la Mỹ từ ngân sách của thành phố. Sau sắc lệnh của ông Putin, mức lương tối thiểu hàng năm của các quân nhân hợp đồng Nga chiến đấu ở Ukraine đang ở mức gấp 3 lần so với mức lương trung bình trên cả nước. Động thái này sẽ giúp Nga đảm bảo tuyển quân hiệu quả hơn trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine gần 3 năm qua. Ngoài tăng lương, người Nga tự nguyện nhập ngũ sang Ukraine còn nhận được nhiều đặc quyền khác như miễn giảm lãi suất hàng tháng đối với các khoản vay tiêu dùng và bảo lãnh của nhà nước đối với các khoản vay đó trong trường hợp tử vong. Các quan chức Nga cho biết có khoảng 190.000 người đã tình nguyện tham gia chiến đấu ở Ukraine trong năm nay so với 490.000 hợp đồng được ký vào năm 2023. Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tỷ lệ tuyển quân trung bình là khoảng 1.000 người mỗi ngày. Tháng 12 năm 2023, Tổng thống Putin cho biết nước này có tổng cộng 617.000 quân nhân tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, với gần 250.000 người trong số đó được huy động từ lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022. Trong khi đó, Ukraine đang đối mặt với thách thức liên quan tới nỗ lực tuyển quân do tâm lý mệt mỏi vì cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua. Nhiều tháng qua, truyền thông phương Tây đưa tin về tình trạng thiếu nhân lực ngày càng gia tăng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo New York Times, Ukraine đang phải đối mặt với thách thức nhân khẩu học nghiêm trọng vì quốc gia Đông Âu này có rất ít thanh niên. Theo thống kê,
nhóm thanh niên khỏe mạnh dưới 30 tuổi ở Ukraine, trụ cột của một nền quân đội đang ở mức rất thấp. Hồi tháng 4 năm nay, ông Zelensky đã ký một đạo luật hạ tuổi huy động nam giới vào quân đội từ 27 xuống 25. Động thái sẽ giúp Kiev có nhiều lựa chọn hơn trong hoạt động gọi nhập ngũ. Washington Post vừa qua đã công bố những phân tích về chính sách chiến tranh kinh tế của Nhà Trắng. Chính phủ Mỹ đang áp đặt lệnh trừng phạt với 1/3 số quốc gia trên thế giới. Theo đó, xu hướng trừng phạt kinh tế đã tăng đột biến trong 4 chính phủ Mỹ gần đây, đạt đến đỉnh điểm dưới thời Tổng thống Joe Biden, với hơn 6.000 lệnh trừng phạt chỉ trong 2 năm. Những lệnh trừng phạt này được cho là tạo ra ảnh hưởng không cân xứng đến các quốc gia thu nhập thấp và ảnh hưởng đến chính các doanh nghiệp Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ, ông Bill Rein cho biết, đó là thứ duy nhất nằm giữa ngoại giao và giao tranh, do đó đã trở thành công cụ chính sách đối ngoại quan trọng nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, không ai trong chính phủ chắc chắn rằng toàn bộ chiến lược này có hiệu quả. Việc Washington sử dụng đồng đô la làm vũ khí nhiều lên sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 tại thành phố New York. Trước lúc đó, các lệnh trừng phạt kinh tế chủ yếu nhằm vào các quốc gia mà Mỹ xem là có nguy cơ an ninh đối với họ như Cuba và Libya, để ngăn chặn các nước này tham gia vào hệ thống tài chính toàn cầu. Từ năm 2001 trở đi, lệnh trừng phạt được các tổng thống Mỹ sử dụng một cách tự do hơn nhằm cô lập các quốc gia. Đặc biệt, chiến lược này chuyển sang Tây Á và xa hơn về phía Đông. Tờ Washington Post bình luận, khi Bộ Tài chính trở thành một bên chủ chốt trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách Mỹ bắt đầu hiểu được sức mạnh bá quyền tài chính của quốc gia này. Theo Washington Post, sự gia tăng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ trên toàn cầu diễn ra song song với sự phát triển của ngành công nghiệp vận động hành lang và gây ảnh hưởng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các chính phủ nước ngoài và các tập đoàn xuyên quốc gia chi những khoản tiền ngất ngưởng để gây ảnh hưởng đến hệ thống. Bài báo nêu, Quốc hội tham gia vào hành động này liên tiếp đưa ra với Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng các yêu cầu trừng phạt. Trong một số trường hợp, dường như nhằm mục đích cắt đứt sự cạnh tranh của nước ngoài đối với ngành công nghiệp trong nước. Thậm chí năm 2011, một quan chức giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC của Mỹ còn từng hát một bài hát có tựa đề Mọi điều nhỏ chúng ta làm đều là trừng phạt. Chuyên gia về lệnh trừng phạt tại Đại học Notre Dame, ông Gio Lopez, nói với Washington Post, các lệnh trừng phạt thông minh sẽ là một bữa tiệc tự chọn mà mỗi lệnh trừng phạt cụ thể được áp dụng phù hợp với hành vi và điều kiện của mỗi quốc gia. Nhưng ở đây, các nhà hoạch định chính sách như bước vào một bữa tiệc buffet và món gì họ cũng lấy vào đĩa của mình. Với cách tiếp cận này, một bộ phận các quan chức Nhà Trắng được cho là đã bỏ qua tác động tàn phá của các chính sách trừng phạt đối với nền kinh tế, trong khi vô số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt gây ra thiệt hại to lớn và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người. Trong bài được The Lancet công bố vào năm 2018, nhà nghiên cứu người Iran Farouk Habizadeh viết, sự thật là các lệnh trừng phạt này gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một quốc gia, nhiều loại thuốc thiết yếu không được cung cấp nữa. Ngay cả việc sản xuất một số loại thuốc đang diễn ra tại quốc gia đó cũng giảm hoặc thậm chí dừng lại do thiếu hụt các thành phần cơ bản hoặc phụ tùng máy móc. Chuyên gia Habizadeh cho biết thêm, việc thiếu phụ tùng không chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị y tế mà còn ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng cần thiết khác như máy phát điện. Và khi tình trạng mất điện thường xuyên sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng, hỏng vaccine, thuốc, máy thở, máy theo dõi. Hàng trăm nghìn người có thể qua đời trong im lặng vì bệnh tật, nhưng ảnh hưởng này có thể không được chú ý đúng mức. Trong khi đó, cựu phó cố vấn vấn đề an ninh quốc gia dưới quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, ông Ben Rhodes, nói, có một tâm lý kỳ lạ ở Washington là nếu có điều gì đó tồi tệ xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, Mỹ sẽ trừng phạt một số người, và điều đó thật bất hợp lý. Chúng ta chưa nghĩ về thiệt hại tài sản của các lệnh trừng phạt giống như thiệt hại của xung đột. Cũng theo báo cáo, vào năm 2021, các nhân viên của Bộ Tài chính Mỹ đã soạn thảo một đề xuất nội bộ cho chính phủ mới đắc cử nhằm tái cấu trúc hệ thống trừng phạt. Kế hoạch có thể được xem là cuộc cải tổ chính sách trừng phạt đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã từ chối thực hiện hầu hết các thay đổi này và thay vào đó tăng cường duy trì hàng nghìn lệnh trừng phạt đối với hàng trăm quốc gia, tiếp tục áp đặt nhiều lệnh trừng phạt hơn nữa. Washington Post trích lời những người quen thuộc với đề xuất nội bộ này. Đến thời điểm Bộ Tài chính công bố công khai đánh giá trừng phạt năm 2021 và tháng 10 năm đó, bản thảo dài 40 trang đã giảm xuống còn 8 trang và không còn nhiều khuyến nghị hữu ích. Cuộc thảo luận tương tự về việc thay đổi chính sách trừng phạt kinh tế của Washington đã sụp đổ vào năm 2022 sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Đầu năm nay, Giám đốc điều hành của Boss and Bajar Foundation viết, cho đến gần đây, các nhà hoạch định chính sách phương Tây vẫn duy trì niềm tin vào hiệu quả của các lệnh trừng phạt,
mặc dù thực tế họ rõ ràng không đạt được kết quả chính sách mong muốn ở hầu hết các quốc gia, họ dường như cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu bản chất của vấn đề. Việc Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy nhiều quốc gia trên thế giới cân nhắc phi đô la Mỹ hóa trong các hoạt động thương mại song phương. Điều này cũng thúc đẩy sự quan tâm đến các khối kinh tế thay thế như BRICS, Mercosur và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.